ណាសូមចម្រើនពរញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាបងប្អូនប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាក៏ដូចជាការស្ដាប់នៅក្នុងវេលាគ្រាកាលនេះខ្ញុំកណាត់អាត្មាភាពចង់នឹកលឹកឃើញអំពីធម៌ដែលពុទ្ធបរិស័ទសម្ដែងនៅក្នុងបន្ទ្រៃបិដកលើក 9 miền bảy dạng thọ bảy nước xây kia bột bò sạch chừng nâng đậm hay nâng cọt tra tóc đầm bảy bàn chia cà pì chà na từng ngọt nía nâng ngày dừng đằng ấy nâng nông chấm nai tam cặp bít nâng nông chấm nai thua lục pram chấm bát tại mình đó tại dừng còn thà dừng từng ngọt nía mình nghe nâng phơ bàn tại bây giờ phượt bán chậm rãi nữa tại giờ phượt bán về từ nông chậm này đến sực đây vì nia này vì muốn mà được vô bây giờ vì nia bây giang tài lớn được vô chậm này đến sực đây vì nia miền bảy giang để nông bắt tay bị đỏ lấy đầm bốn nó bột bò sạt giờ từ bạc mới tới miền sầm đáy tệ tôn bị thọ bấy đại chia chậm này đến sực đây vì nia này đại thọ bấy nó là chỉ được cô là bà có sáu năng ấy cứ thà tìm mũi lộp hẹ cà bát na lộp tròn bàn tìm pi tô sạ hàng cào tìm bay mùa hạ vùng ven nè thua tiếng bay nị ấy năng đòn lên sực đây bình đi bớt bớt sạch dương năng bàn đằng hay thà cà na bà lộp chà ấn hay ai bập bờ từ được nồng mình được dương อาการโลภการปรารถนาจ้องบ้านนั้นเปคลาสเวียปรารถนาชรลให้ធ្វើในเรื่องដែលมันល្អនឹងច្រើនដែរដោយសារតែលោភហ្នឹងអាចคลายទៅជាបុគ្គលចេះឆក់ចេះប្លន់ចេះលួចប្រព្រឹត្តទៅផ្សេងៗដោយសារតែទង្វើនៃការលួចហ្នឹងមានការចង់បានជ្រុលហ្នឹងឯងចឹងបាន สมัยปัจจุบันการนี้ญาติโยมพุทธบริษัทเคยเกิดสงครามเกิดแรงจลเกิดหาทารกตูรพึกอดบายนั่นเวียเกิดเจ็งปีทัวร์ต่างใบเห็นไหมนั่นไงมนุษย์ยืงกันแต่ขวักขาดกันแต่ปรารถนากันแต่จ้องบานจ้องเตอร์คือถ้ามีนเพียบมันจะใช้คือลบล้นอาจ មានការប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏យកដីយកធ្លីមានភាពប្រព្រឹត្តទៅមិនយុត្តិធម៌នៅក្នុងរស់នៅក្នុងពិភពលោកយើងទាំងមូលហ្នឹងមិនថានៅទីណាទេប៉ុន្តែមនុស្សយើងនៅមានអកុសលហ្នឹងគឺថាប្រព្រឹត្តទៅដោយសារតែលោភៈប៉ុន្តែលោភហ្នឹងឯងគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងការចង់បានអញ្ចឹង เวียนนั่งดอนในสิกได้วินิจฉัยนั่งแต่โลภคลังไอ้จังตัวไอ้ผู้ประเตินเนี่ยคลาสจังเมียนคลังเมนเทนจูนยืดเกื้องยืนนั่งไอ้กิจจับบ้านโจกกอันนั้นคือที่จำได้ในสิกได้วินิจฉัยเป็นประกอบให้เนี่ยเถื่อบอลเนี่ยเถื่อกุศลอะไรก็ได้การนาบะทว่าใบนั่งโจมเอาเวียใส่จำรานเลยนั่งเมียนในสิกได้วินิจฉัยโลภนั่งไอ้กาจังบ้านชโรลนะปอ นั่นไงโลภะนั่นน่ะโลภะนั่นประพฤติในក្នុងการปรารถนาการจ้องบ้านนั่งเปคลาสទៅอดมีนนาบูลดักนอมนั่นไงយើងក៏ទៅនៅក្នុងភាពដែលដាច់ទៅនៅក្នុងโลภคลั่งទៅประพฤติជារឿងឲ្យដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យទៅវិញណានឹងឯងហើយទី 2 ទោសកាខឹងក្រោតមោមៅក្តៅក្រហាយគំនុំគុំគួននឹងកើតចិត្តមិនល្អនឹងជាមួយគេជាមួយឯងខឹងរឿងនេះរឿងនោះណាអត់បានអប់រំបន្ទុំចិត្តអីទេនឹងឯងខឹងក្រោតមោមៅខឹងជាមួយកូនខឹងជាមួយប្តីខឹងជាមួយអ្នកនេះអ្នកនោះអានឹងវាជារឹសគល់របស់អកុសលណាប៉ះកាលណាបើយើងប្រាថ្នាការចង់បាននឹងអភិធម្មលោកលើកមកថា
anh đang cứ chỉ lục hệ anh đang phổ biến từ năng ai chọn bàn là học bài trăm bộ bộ để cứ thà về miền sấp hiệp học tiền từ lực lượng lục chọn bàn năng cứ ta lùi cặp sầm đập kề năng tại mình đó năng hay khăn mồ mày cái đại khai tô xạ năng khăn cho mũi kề cho mũi anh chọn học hiện chia bàn năng hay chẳng tới miền tây na bàn chấm ra nơi có sao là thoa và dừng cùi đặc khăn anh đấy thế tại bộ phận bảo sát dương liên thô nè sập thô năng và dương quy tập khăn quy tập mô mai kế miền tây nó mau chấm ra ơn meta chất ấy nó ọt bàn này miền chất tự chạy nè về chất cái đầu là hồn năng một rồi ong xa vừa tập cái đầu với người ta một rồi ong xa với nó pu cái chiều luôn chẳng chẳng vì ở miền chất tự chạy ở miền meta ở miền cổ sol nè chỗ này ta tô sạ màu ấy vì nia vì này này bon có sỏi là dương prang nằng phơ prang nằng riệp chom hay đỏ bẹt khăng nằng máu lên chẳng phơ lên óc cầm lăng chất khăng mồ mày kề mồ mày ai chẳng tới bẹt lá na na miền nhiệt nhôm mình ngay thì bỏ miền nhiệt nhôm là còn phơ bon cái thân là tiến nè bỏ thế bon cái thân là tiến hay miền một nghề ai đom phong cái thân thom đó dương mệt đánh một tờ tài na nàng ấy bề khá na phần đại vật khá cứ quạt chèn đánh một đấy phần tài bề khá cứ mình mệt đánh một cái na miền cái thân xa mà khi miền mau bị sọc kê mau bị sọc ai chẳng à nàng ấy hay quạt nưng quạt chèn nhẹ tờ nơi cái thân chẳng tới còn thà phơi chỉ mề đặc nòm kê hai ông cái thân hay quạt cho kia bờ thiên bờ thom đấy phần tài vật xem xét có cái chỗ vừa bọn được không vật năng tầm mùi này rồi ấy bị vừa thả không ngay thì mùi nó cứ bực kinh được năng hài về chân tầng năng ngày to bàn cục bột bò sạt màu hay chăm độ cà rong chân tầng năng ngày chẳng cứ nhẹ đây cái năng hài cái thân cái mau bị xem xét những cái bị nháp cái mình năng hài môn năng ngày cái năng hài môn chân tầng lúc có con thật tua chẳng thật tua một toàn cà rong thế năng ngày chẳng cứ thà quạt nắng từ là từ hai cái thân là từ hai từ tức khi kia hai môn chẳng á na bộ kia bị nhạt chẳng có quạt khăn mồm mờ thà mình chăm quạt nè miền mộc miền mọt ấy chẳng đây chẳng à chẳng khăn rồi bộ khăn cứ thà tay chỉ vô bằng ấy nó cứ quạt ọt tới đằng hai cái thân nơi vật năng to tới tiệt ấy pro khăng chẳng hạn nó vậy vì vì bình nhiên hơn á anh đang dùng vậy pi chậm lại để ca để khăng nó vì miền đây sạch đây bình nhiên này ọt đằng hai cái thân cho vật năng bảo năng ấy pro khăng á bỏ nó tô xạ năng chẳng người ta tô xạ năng về sập hiệp đòn là sạch đây bình nhiên đại chỉ được cô này ạ có sao là thổ năng anh đang cười chỉ tỷ pi ai tỷ bay mô hạ cao vùng về vùng quan từ năng mình đằng nơi khôn ông thô nơi khôn ông sực đây là ọp xem xem thế anh đang cứ bộ phật tử đằng côn tô bận bà bay thế anh đang đợi xa tại cả vùng về hoàn năng bộ phật tử đón nơi sực đây vì địa đại chẳng thô bay chậm nãy đại chỉ cả nọ mà đón nơi sực đây vì địa năng miền bay nhận nhôm bật bò sát tì muối lộp hẹ cả bật na chọn bán tỷ pi tô sạ khăng cầu mồ máu tỷ bảy mồ hạ cao vùng về như này nàng vùng về nhá chẳng cứ dường của tại đằng tới thả thua tặng bảy chậm lại đấy chia sạch cái đây vị nia đại dường miền chậm buộc bọc cồn á cổ sau là thua về ở chậm ra nè đại xa tại dường lô pe dường khăng cầu cha ơn hay vùng về vùng quan tới cơ sở là thô nâng ọt chẩm ra chẳng sẽ cái đây là ọt xem xe nâng vì ọt chẩm ra nè nâng miền là sẽ cái đây vì nè chẳng bàn lộ lượng màu thà thô bây nâng ánh cứ chỉ chẩm nách nên sẽ cái đây vì nè cứ lộp hẹ tô sát nâng mô hạ bọn chẳng xong bánh chọc bằng năng của xong ạ mô tên nè.